Hello mọi người, thì hôm nay mình có trên tay một cái sản phẩm khá là thú vị ha, show cho mọi người coi luôn. Thì ở cái nhìn đầu tiên, theo mọi người thì cái này là cái gì ha? Một chú robot trang trí trên bàn hay là cái gì? Hay là một cái cục sạc? Thì câu trả lời thì đây là hai trong một luôn nha. Các bạn vừa có thể dùng cái món đồ này làm một cái món trang trí ở trên bàn và trở thành một cái cục sạc với công suất sạc lên tới 65W luôn. Vậy thì ngoài cái đẹp ra thì cái này nó có sạc đúng với những gì mà nhà sản xuất đưa ra hay không? Thì hãy cùng mình kiểm chứng trong video ngày hôm nay nhé. Ba mươi giây dành cho việc đọc thông số ha. Thì dành cho những ai chưa biết thì cái cục sạc này đến từ thương hiệu Urin. Thì Urin là một cái hãng làm phụ kiện khá là nổi tiếng trong 5-6 năm nay rồi và chất lượng cũng khá ổn trong tầm giá. Thì có thể nói đây là sản phẩm Urin Nesot AG, là nhà sản xuất họ ghi luôn là đây là cái mẫu sạc GaN có hình dáng robot đầu tiên của Urin. Bạn nữ nào mà đam mê nhóm nhạc BTS thì không thể nào bỏ qua cái phiên bản sạc này ha. Thì đi kèm với cái phiên bản này á, thì nhà sản xuất họ sẽ kèm thêm một cái combo nữa là cái dây sạc cũng khá là dễ thương. Lát nữa mình cũng sẽ inbox cho các bạn xem luôn. Thì đường link mua sản phẩm này thì mình sẽ để ngay dưới ở phần description và phần comment. Các bạn mà có xem xong mà thấy nó ok la thì có thể nhấn vào mua nhé. Nhìn vào đó thì các bạn sẽ có ngay một chú robot Urin rất là dễ thương màu tím ở đây. Mình sẽ show cho bạn coi. Thì nhìn từ bên ngoài nhìn vô đó, show cho bạn coi luôn. Đằng sau chú robot này có một cái nơ cũng màu tím luôn ha. Và chú này hình như là đeo một cái tai nghe nè. Đằng trước thì vẫn đang trong trạng thái ngủ. Muốn cho chú robot này mà thay đổi trạng thái thì các bạn phải cắm sạc. Và tùy theo cái mức dung lượng pin của thiết bị mà các bạn cắm vô thì cái mặt của chú sẽ thay đổi ha. Ở dưới là phần cái chân, và khi rút cái chân này ra này, mình rút cho bạn coi, thì chúng ta sẽ trở thành một cái chấu sạc các bạn có thể cắm vào. Thì cái phiên bản mà mình có trên tay đây là phiên bản chấu dẹp. Thì chấu dẹp này khá là dễ rồi, các bạn có thể cắm vào bất kỳ đâu rồi. Và khi mà các bạn mà gắn lại sạc xong hết cái nhu cầu, chúng ta cắm lại, chúng ta để trên bàn là một vật trang trí khá là ok la, ngon lành. Nhà sản xuất sẽ cung cấp cho các bạn tổng cộng là tới 3 cái cổng kết nối rất là quen thuộc, trong đó bao gồm là 2 cổng USB-C và 1 cổng USB-A. Đó, đơn giản chỉ có vậy thôi. Rồi, thì theo những gì mà sản xuất họ ghi trên cái hộp đó thì cái mẫu sạc này sẽ có công suất tối đa là 65W. Tối đa 65W nghĩa là sao? Có nghĩa là khi các bạn chỉ cắm một cái dây C duy nhất nha, ví dụ như cắm ngay đây một phát và các bạn kết nối vô những cái thiết bị hỗ trợ chẳng hạn như là con MacBook Pro 13 inch thì nó sẽ lên được đúng 65W. Tuy nhiên nếu như mà các bạn mà sử dụng khoảng chừng ví dụ như 2 ổ C hoặc là 1 ổ C, 1 ổ A hoặc là xài hết luôn á thì cái công suất sạc nó sẽ bị chia ra ha. Thì cái này các bạn cũng cân nhắc để mà sử dụng. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử thực tế cho bạn coi coi công suất trên cái mẫu này có đúng hay không nhé. Rồi, thì như bạn cũng thấy ở đây thì cổng sạc C này ngay từ cái dòng đầu tiên các bạn đã thấy là nó hỗ trợ Power Delivery 3.0 với công suất lên tới 65W. Các bạn thấy không? Như vậy là đã đúng với những gì mà nhà sản xuất Urin đưa ra ha. Còn ngoài ra thì cũng có chuẩn sạc của Apple nè, chuẩn sạc Samsung có, Huawei có và Huawei lên được 25W. Có luôn cả QuickChat 2.0 và QuickChat 3.0. Rồi, như vậy thì mình đã tiến hành đo đạc thử coi cái cục sạc robot Urin này có thể làm được những gì. Thì như mà cũng thấy trong video á, thì cái cục sạc này có thể sạc với công suất tối đa lên tới 65W. Từ đó các bạn có thể sạc nhanh cho những chiếc laptop Windows có hỗ trợ PD, hoặc là cho những chiếc MacBook và những cái mẫu smartphone Android đời cao cấp thì cũng hỗ trợ ok la luôn. Theo mình đánh giá thì với cái mức giá rơi vào khoảng 700-800 nghìn, tùy theo các bạn săn sale ở đâu ha, thì đây là một sự lựa chọn khá là ổn áp. Cái mức giá này không thể nào gọi là một mức giá rẻ được, bởi vì với tầm giá thấp hơn một chút xíu, khoảng chừng 400-500 các bạn cũng có sạc 65W rồi, nhưng nó sẽ không có một cái thiết kế nhỏ gọn và dễ thương như vậy. Đặc biệt là những bạn nam nào muốn tặng cho người yêu, muốn tặng cho vợ mình, thích một cái sự cute màu mềm chút xíu thì đây chính là một sự chọn dành cho các bạn ha. Nó rất là đẹp và rất là dễ thương luôn. Và khi mà sạc thì có hiện mặt cười này nọ. Nói chung là đây là một món cực kỳ thích hợp dành cho phụ nữ ha. Vào khoảng thời gian sắp tới thì tụi mình sẽ tổ chức một cái event gọi là phê show. Đó, các bạn nghe từ phê show các bạn sẽ nghĩ ồ phê, sao gọi là phê? Muốn biết phê show là gì thì mình sẽ để một cái đường link bên dưới cho các bạn tìm hiểu nha. Bây giờ mình sẽ nói đơn giản phê show đây.
đúng theo nghĩa bóng hay là phê đó, có nghĩa là một nơi các bạn có thể tới và phê với những cái thiết bị về công nghệ nè, phụ kiện nè, điện thoại nè, rạp hát giải trí tại gia, home cinema, máy chiếu, nói chung là các bạn nghĩ những cái gì mà làm cho các bạn phê về công nghệ thì ở đó sẽ có để phục vụ cho các bạn ha. Và cái sự kiện này của tụi mình sẽ diễn ra vào tháng 8. Còn ở thời điểm hiện tại, bên mình sẽ give away những cái sản phẩm mà bên mình review trong thời gian sắp tới cho các bạn. Và đi kèm với đó là một cái nhiệm vụ nho nhỏ, chẳng hạn như là like trang facial của tụi mình nè, hoặc là làm một số những cái mini game nho nhỏ. Thì chi tiết như thế nào thì mình sẽ để ngay phần description và ghim dưới phần comment, các bạn hãy xem và làm thêm nhé. Và chắc chắn rồi, những sản phẩm đẹp này sẽ tới tay những ai may mắn nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn thấy video này hay, để lại một like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.